mỗi khi ra vào trong luồng thủy hẹp, việc đánh giá đúng mục tiêu đi đối hướng hay cắt hướng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được giao cho những thủy thủ trực trên mũi tàu. Mỗi phản ứng cơ động của tàu bạn không nằm ngoài sự quan sát của cán bộ trực mũi, trực neo. Bởi trước khi đưa tín hiệu cho tàu bạn, phải hiểu ý định di chuyển của họ để có sự chủ động trong mọi tình huống. Quan sát ở vị trí trên mũi tàu là phải tập trung cao độ để quan sát, phát hiện các phương tiện ở vị trí neo đậu hoặc đang di chuyển để báo cáo kịp thời về đài chỉ huy, có phương án xử lý chính xác và liên tục báo cáo khoảng cách để bảo đảm an toàn. Thuyền trưởng là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc xử lý tình huống như thế nào. Dứt khoát trong từng hành động, từ việc phát tín hiệu cảnh giới cho đến thao tác xử lý của từng tổ sẽ giúp điều khiển tàu đi đúng hướng. Và quyết định của thuyền trưởng bắt nguồn từ những thông tin được cập nhật bởi người quan sát trên mũi tàu. Tăng cường quan sát, phát hiện mục tiêu. Khi tàu mục tiêu có hành động thì lúc nãy chúng ta mới được hành động. Đồng thời chúng ta phải phát tín hiệu chuyển hướng rõ nét để tàu mục tiêu nhận được tín hiệu của ta là chúng ta đã chuyển hướng sang phải hoặc sang trái. Hai nữa là chúng ta phải giữ nguyên tốc độ đủ để ăn lái và đảm bảo an toàn, làm sao tránh va cho hiệu quả. Trong luồng thủy hẹp, tình huống khẩn, khoảng cách gần, vì thế việc xử lý bất cứ tình huống tránh va nào cũng là những kinh nghiệm quý giá để chính các thủy thủ, thuyền viên thêm tự tin khi ứng trực. Đưa cán bộ trên tàu vào các tình huống ở từng vị trí cụ thể, đánh giá khả năng tác chiến độc lập và khả năng hiệp đồng ở các tổ, các mũi, hướng là giải pháp để Lữ đoàn 649 nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện.